Chủ tịch đúng là có con mắt nhìn người tin tưởng. Cô và tôi không cần so tài nữa đâu. Cô rút lui từ bây giờ luôn đi. Đẳng cấp như cô mà đòi tham gia chương trình đó, chỉ làm cho công ty mất mặt thêm thôi. Chị nói cái gì? Nếu... Dạ chào chủ tịch. Cứ thoải mái đi. Mọi người đang họp hả? Dạ. Bữa nay tôi đưa một nhân viên ưu tú tới giới thiệu đây. Chào mọi người. Mọi người chào hỏi nhau đi. Xin giới thiệu, đây là chuyên viên mới của phòng phát triển thực đơn, cô Anh Thư. Bếp tổng Lan Thi, cô còn nhớ không? Chính cô là người đã giúp nhà hàng ta giải quyết sự cố khách hàng ngộ độc tuần trước đó. Dạ, tôi nhớ ạ. Cô Anh Thư là người có nhiều kinh nghiệm, cho nên mọi người hợp tác và học hỏi nhau cho tốt. Hả? Dạ. Dạ. Chắc chắn rồi chủ tịch. Chào mừng chị Anh Thư. Mong được cô giúp đỡ. Tôi phải học hỏi từ chị mới đúng chứ. Chủ tịch đã dặn như vậy mà. Chúng ta được mời tham dự cuộc thi Kinh Ngọc Sếp phải không? Vâng. Bếp tổng Lan Thi sẽ chuẩn bị ngay từ hôm nay. Để Anh Thư tham gia đi. Bố à, con đã chọn Lan Thi. Cô ấy là đầu bếp giỏi, lại có nhiều kinh nghiệm. Anh Thư cũng là người có nhiều kinh nghiệm, lại nhanh nhẹn. Cô lại có vẻ ăn hình hơn đó. Chọn cô là đúng rồi. Sao? Cô có tự tin không? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô Anh Thư, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên. Cô thể hiện như vậy là hơi quá rồi đấy. Nếu giám đốc thấy không công bằng thì cứ để tôi và bếp tổng so tài với nhau đi. Dù sao thì khi tham gia chương trình cũng phải đấu với rất nhiều đầu bếp khác mà. Người thắng sẽ tham dự cuộc thi. Có được không ạ? Đó chính là cái nét mà tôi thích cô đó. Phải có gan thì mới làm được việc lớn. Hai người cứ thi tài với nhau đi. Quyết định vậy nhá. Trời đất ơi, hết hồn mà. Bình tĩnh lại coi. Làm cái gì mà đá đấm sùm vậy? Chuyện đâu còn có đó chứ. Bà đó đúng là không biết điều. Mới về công ty mà đòi giành quyền đi thi với em rồi. Chị chưa bao giờ gặp một người như vậy luôn á. Em không có đồ bỏ qua chuyện này nghe chưa? Làm tới luôn cho chị. Nếu không á, bà sẽ đè đầu cưỡi cổ em đó. Nói chuyện chút đi. Tôi đang thắc mắc chị là người như thế nào. Có thiệt chị từng làm đầu bếp ở bên Hàn Quốc về không? Nhân sự báo với tôi, chị về đây 1 năm nhảy chỗ 3 lần. Là chị tự nghĩ hay bị đuổi? Chị dùng cách gì lấy lòng chủ tịch vậy? Năng lực là tôi chưa thấy rồi đó. Chị mới về Việt Nam có 1 năm, chắc chưa có người đỡ đầu hả? Chắc cũng dùng gì để đánh đổi rồi đúng không? Cô muốn nói gì? Giả nai làm gì? Chị không dùng gì đánh đổi thì làm sao leo lên được vị trí này? Sao? Sao im vậy? Bộ tôi nói đúng hả? Chủ tịch đúng là có con mắt nhìn người tin tưởng. Cô và tôi không cần so tài nữa đâu. Cô rút lui từ bây giờ luôn đi. Đẳng cấp như cô mà đòi tham gia chương trình đó, chỉ làm cho công ty mất mặt thêm thôi. Chị nói cái gì? Nếu thấy không phục thì chứng minh năng lực của mình đi, thay vì làm những trò mèo này. Rồi cô sẽ thấy cách mà tôi đã leo lên được tới vị trí này. Chị... Trời ơi, em khỏi kìa. Không thể tin được luôn á. Em có sao không? Hoa Vương xem sớm nhất trên Vion và 20 giờ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên kênh V Channel HTV2.